15 nguyên tắc vàng trong kinh doanh giúp bạn thành công với mọi khách hàng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh nhà đất phong thủy 24. Khi làm kinh doanh, bạn sẽ gặp rất nhiều kiểu khách hàng khác nhau, từ khách hàng lạ đến khách hàng quen, từ những người rất giàu có cho đến những người chỉ muốn tiết kiệm từng đồng. Làm sao để bán hàng hiệu quả cho từng nhóm khách hàng này? Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ 15 nguyên tắc vàng trong kinh doanh mà bạn cần phải nắm rõ để chinh phục mọi đối tượng khách hàng và đạt được thành công. 1. Bán cho người lạ cần lễ phép. Khi bán cho khách hàng mới, họ không quen biết bạn, chưa tin tưởng bạn, nên điều đầu tiên bạn cần là sự lễ phép và chu đáo. Sự lễ phép chính là chìa khóa mở đầu một mối quan hệ mới, giúp khách hàng có thiện cảm và sẵn sàng lắng nghe bạn. 2. Bán cho khách quen cần nhiệt tình. Với khách quen, điều họ cần là cảm giác thân thuộc và sự quan tâm. Bạn càng nhiệt tình và chu đáo, khách hàng sẽ càng muốn quay lại và tiếp tục mua hàng từ bạn. 3. Bán cho khách đẳng cấp cần phải nhanh. Những khách hàng ở tầng lớp cao thường có quỹ thời gian rất eo hẹp, họ không muốn chờ đợi. Vì thế, nếu muốn phục vụ họ tốt, bạn cần nhanh chóng và chính xác, không được để họ phải chờ lâu. 4. Bán cho khách mua từ từ cần kiên nhẫn. Với những khách hàng này, họ sẽ suy nghĩ và đắn đo rất kỹ. Bạn cần kiên nhẫn và kiên trì đồng hành, cung cấp đầy đủ thông tin để họ tự tin đưa ra quyết định mà không cảm thấy bị áp lực. 5. Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý. Đối với khách hàng có khả năng tài chính tốt, bạn phải tạo ra cảm giác cao quý và đẳng cấp. Họ không chỉ muốn mua sản phẩm mà còn muốn mua một giá trị tinh thần hay một biểu tượng của sự thành đạt. 6. Bán cho khách ít tiền cần cho họ thấy sự thực tế. Những khách hàng có tài chính hạn hẹp sẽ quan tâm đến tính thực tế của sản phẩm. Bạn cần nhấn mạnh vào sự tiết kiệm, bền bỉ và giá trị sử dụng lâu dài để họ cảm thấy hợp lý và yên tâm mua hàng. 7. Bán cho khách theo mốt cần cho họ sự thời thượng. Những khách hàng này rất thích cập nhật các xu hướng mới nhất. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm của bạn có yếu tố thời trang và hợp thời, vì họ sẵn sàng chi tiền cho những gì mới mẻ và phong cách. 8. Bán cho khách chuyên nghiệp cần sự chuyên nghiệp. Khách hàng chuyên nghiệp sẽ đánh giá cao sự uy tín và chuyên môn. Bạn cần thể hiện kiến thức sâu rộng và tác phong làm việc chuyên nghiệp để tạo được niềm tin từ họ. 9. Bán cho khách hào phóng cần sự trượng nghĩa. Với khách hàng hào phóng, hãy tạo ra cảm giác hài lòng bằng cách cung cấp những ưu đãi, phần quà hay dịch vụ cộng thêm, khiến họ cảm nhận được giá trị cao hơn số tiền họ đã chi. 10. Bán cho khách keo kiệt cần cho họ lợi ích. Với những người mua tính toán từng đồng, bạn cần làm nổi bật lợi ích và khuyến mãi của sản phẩm. Họ sẽ chỉ ra quyết định mua khi cảm thấy mình có được món hời hoặc giá trị cao hơn số tiền bỏ ra. 11. Bán cho khách thích hưởng thụ cần sự phục vụ. Đối với những khách hàng thích sự thoải mái, hãy tập trung vào việc phục vụ chu đáo và mang lại trải nghiệm tốt. Đôi khi, chỉ cần một chút tinh tế trong cách chăm sóc là đã khiến họ sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn. 12. Bán cho khách thích hư vinh cần sự vinh dự. Những người này thường muốn được công nhận và tôn trọng. Hãy nhấn mạnh vào yếu tố vinh dự, khiến họ cảm thấy mình đặc biệt, được chú ý và phục vụ theo cách riêng. 13. Bán cho khách hay bắt bẻ cần sự tỉ mỉ. Với những người này, họ sẽ quan sát và soi xét từng chi tiết nhỏ. Bạn cần tỉ mỉ, chu đáo và sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc để không bỏ lỡ cơ hội bán hàng. 14. Bán cho khách hiền lành cần sự đồng cảm. Khách hàng này thường dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm và sự chân thành. Hãy thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu, bạn sẽ chiếm được niềm tin và sự ủng hộ của họ. 15. Bán cho khách còn do dự cần sự bảo đảm. Khi khách hàng chưa đưa ra quyết định, họ thường sợ rủi ro. Hãy đưa ra những chính sách bảo hành, đảm bảo hoàn tiền hoặc cam kết chất lượng để họ an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm. Kết luận, dù là kiểu khách hàng nào, bạn cũng có thể chinh phục được nếu hiểu rõ tâm lý và nhu cầu của họ. Hy vọng rằng 15 nguyên tắc vàng này sẽ giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành công trong công việc kinh doanh của mình. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều nội dung hay và bổ ích hơn từ mình nhé.